Tăng trưởng kinh tế của Pháp mạnh hơn dự báo. Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Pierre Moscovici đã vui mừng trước số liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Pháp, INSEE, cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng 0.3% trong 3 tháng vừa qua, cao hơn dự báo 0.1% của chính phủ. Viện INSEE cũng điều chỉnh con số GDP tăng lên 0% trong quý thứ 3 thay vì 0.1%. Bộ trưởng Tài chính cho biết tăng trưởng trong năm 2013 đã đạt 0.3%. Đó là con số mà Pháp không nên tỏ ra hài lòng, nhưng đó là một con số tốt hơn so với con số của khu vực đồng euro là một con số âm. Nền kinh tế đã tăng trưởng một phần nhờ sự phục hồi trong tiêu thụ ở mức 0.5% và sự phục hồi trong đầu tư. Ông Moscovici nói rằng là một quốc gia lãnh đạo của khu vực đồng euro, Pháp đã có các phương tiện để thúc đẩy nền kinh tế thông qua đầu tư và đổi mới. Điều này cho thấy Pháp là một quốc gia có nhiều khả năng để phục hồi. Sự tăng trưởng mạnh hơn so với dự kiến tại Đức và Pháp đã thúc đẩy sự phục hồi của khu vực đồng euro trong quý thứ tư và cung cấp một tiềm năng mạnh mẽ hơn trong năm 2014, mặc dù vẫn còn những rủi ro.